大家好，大家好。Tiếp theo là cha Phêrô Điều.
niệm cha linh hương đặng chủ tịch Đà Nẵng. Tiếp theo là cha phó thư ký của tòa giám mục cha Vinh Sơn Kiên. Vậy chúng con xin kính chào đức tổng, quý cha, quý sơ, quý ông bà và anh chị em. Chúng con cảm ơn đức tổng, quý cha, quý sơ và mọi người đã đón rước chúng con hết sức trang trọng nhưng tràn đầy tình thương, từ phi trường Tân Sơn Nhất tới phi trường Thọ Xuân và đặc biệt về tới nhà thờ Chính Hòa này. Chúng con một lần nữa chân thành cảm ơn đức tổng. Và hôm nay đức tổng có thêm các cha mới, vậy chúng con xin chúc mừng đức tổng và giáo phận đã có thêm năm cha mới. Con xin chúc mừng năm cha mới. Và giờ đây con xin phép được chia sẻ một vài tâm tình trong buổi gặp gỡ lần đầu tiên tại giáo phận Thanh Hóa thân thương này. Kính thưa đức tổng, quý cha và mọi người, cách đây một năm con nghe mang máng sẽ được tòa thánh bổ nhiệm về giáo phận Thanh Hóa, con nghĩ chẳng biết lượng mình. Nhưng rồi những tin đồn đó càng ngày càng mạnh hơn và bắt đầu con cũng phải suy nghĩ, và vừa suy nghĩ vừa lo chẳng may cũng mình không biết làm sao bây giờ. Lại càng lo khi tòa thánh trực tiếp hỏi ý kiến con có chấp thuận làm giám mục Thanh Hóa hay không. Con xin thêm thở ra để con suy nghĩ, vì đại diện tòa thánh nói cho cha ba ngày. Ba ngày đó chỉ có ăn chay và cầu nguyện thôi. Thì sau ba ngày chắc là ơn Chúa con liều mình, con gọi qua bên kia con nói ok. Thế và khoảng hai tuần sau tòa thánh đã công bố vào ngày 25 tháng 4. Ngày đó rất nhiều người chia vui với con, nhưng thật sự lòng con đầy lo âu. Nhưng rồi con thấy bàn tay Chúa đưa con, dẫn con, rồi Ngài hóa giải những lo âu đó qua đức tổng thân yêu của chúng ta này, qua quý cha và mọi người, các đức cha ở Đà Lạt, các cha ở Đà Lạt góp phần với Chúa để giải thoát con khỏi nỗi lo này. Vì ngay sau khi nghe tòa thánh công bố, đức tổng đã cho tất cả các nhà thờ đổ chung 3 phút mà cha thư ký là cha cũ của Hội đồng Giám mục Việt Nam nói, gọi điện cho con nói trên thế giới này chỉ có mình cha thôi, chẳng có cha nữa. Mỗi nhà thờ phải kéo 3 phút để cầu nguyện. 3 phút đấy đức tổng muốn mọi người hiểu ý cầu nguyện cho giáo phận và cho con. Ngay sau đó đức tổng đã liên hệ với con và rồi sắp xếp hết cho con. Đức tổng đã dẫn phái đoàn Thanh Hóa vào khích lệ con, đã lo cho con mọi sự từ tiền tiêu đến vali áo mũ gậy, sắp xếp chương trình, sắp xếp hết. Và hôm nay từ cổng phi trường Tân Sơn Nhất đã được đón về phi trường này còn lớn hơn, về đây còn đông hơn. Chúng con thấy rằng nỗi lo của con nó bớt dần, và nhất là khi về đây nó đi qua tòa giám mục, nó thấy các công trình đồ sộ đẹp và hoàn tất, và nhất là nó nhìn thấy ánh mắt đầy thương yêu của đức tổng, quý cha, quý sơ, quý ông bà, chị em, quý chúng sinh, và con thấy lúc này thấy lo, và con thấy dường như Chúa dùng đức tổng chúng các bạn chị em để chuẩn bị cho con ra chỗ nước sâu để thả lưới. Vì thế
hành và chỉ biết xin Chúa trả công bồi thường cho Đức Tổng, quý cha, quý sơ, quý chúng sinh yêu và anh chị em. Con xin Đức Tổng và mọi người tiếp tục cầu nguyện cho con và xin đón nhận con một tôi thơ thấp hèn. Con xin cảm ơn. Như Đức Cha Giuse vừa nói, cùng với ơn Chúa, Đức Cha đã thưa tiếng cô kê với Hoàng Thánh. Và hôm nay, tất cả cộng đoàn giáo phận Thánh Hóa đang hiện diện nơi đây, chúng con xin được mở tiếng cô kê và chúng con cùng nhau nói tiếng cô kê với Đức Cha mới. Xin mọi người chúng ta cùng nói ạ. 3, 2, 3, cô kê! Và chúng con xin lời cảm ơn rất nhiều. Và giờ đây, như cộng đoàn đã biết, Đức Cha mới của chúng ta đã nhận được khẩu hiệu đó là hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới để hiểu rõ hơn về chân ngôn sống giám mục của ngài. Giờ đây con xin được trân trọng kính mời linh mục Giuse Trinh Văn Son sẽ tiến đứng lên giảng đài để công bố ý nghĩa của logo. Con xin trân trọng kính mời cha. Vì nhà thờ rất chật cho nên là một bà thì ai có ghế thì xin mời ngồi, còn xin các bà ai không có ghế chúng ta cứ đứng chúng ta hiệp phong với ý nghĩa diễn tả huy hiệu và khẩu hiệu. Nền của huy hiệu diễn tả địa lý của Thanh Hóa, núi đồi, sông biển, đồng bào. Khẩu hiệu Đức Kim An Thư nghĩa là hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Nổi bật ở giữa huy hiệu là con thuyền đang hướng ra chỗ nước sâu. Nội dung của huy hiệu và khẩu hiệu. Huy hiệu này diễn tả câu chuyện trong Phúc Âm theo Thánh Luca như sau. Chúa Giêsu đã nói với ông Simon Pedro, hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông trả lời với Chúa như sau: thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Luca chương 5 từ câu 4 đến câu 7. Kết quả là ông đã bắt được rất nhiều cá, đến nỗi ông phải nhờ các bạn đánh cá khác kéo lưới xuống. Ý nghĩa của huy hiệu và khẩu hiệu. Với tôi, giáo phận Thanh Hóa là chỗ nước sâu mà Chúa sai tôi tới. Hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Khẩu hiệu này nhắc nhở tôi rằng Chúa chọn tôi và sai tôi đi không phải vì tài năng hay công lao của tôi, nhưng hoàn toàn là do tình yêu Thiên Chúa nhân công của Ngài. Nước sâu chỉ hết mọi người sống trong giáo phận Thanh Hóa, nhất là những người túng thiếu, nghèo khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi. Khẩu hiệu này nhắc nhở tôi rằng Chúa chọn tôi là cho người khác, là để sai tôi đến với mọi người, nhất là những người túng thiếu, nghèo khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi, chứ không phải cho bản thân mình. Huy hiệu và khẩu hiệu này nói lên thái độ đáp trả của Thánh Phêrô trước lời chỉ dạy của Chúa. Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được con cá nào. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Và kết quả của sự vâng lời Chúa, bắt được rất nhiều cá. Huy hiệu và khẩu hiệu này nhắc nhở tôi rằng mình có rất nhiều giới hạn. Và để có kết quả, tôi phải liên kết chặt chẽ với Chúa Giêsu, gần gũi với Ngài, yêu mến Ngài và làm theo lời Ngài. Huy hiệu và khẩu hiệu này nói với việc các bạn trải lưới đến giúp kéo cá lên. Điều này nhắc nhở tôi phải biết cộng tác với người khác, các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong việc giao giảng Phúc Âm. Lý do chọn khẩu hiệu và huy hiệu này. Rao giảng tin mừng là bản chất của giáo hội, là một phần của mỗi tín hữu mà tôi cũng là một tín hữu. Hơn nữa là người kế vị các tông đồ, nên đây là một phần ưu tiên của tôi. Khẩu hiệu này là chủ đề của giáo phận Thanh Hóa đã chọn vào năm 2017, năm kỷ niệm 85 năm thành lập giáo phận năm 1932, năm 2017.
thêm vào đó. Trong thánh lễ cầu cho ơn gọi của giáo phận Đà Lạt được cử hành sau khi nghe công bố việc Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm giáo mục Thanh Hóa, Đức Cha Tăng Tôn giáo mục giáo phận Đà Lạt đã nói: năm 2017 là năm thành kỷ niệm 85 năm thành lập giáo phận Thanh Hóa với chủ đề Thánh Ra Chỗ Nước Sâu như một tình nguyện của người nhằm mở ra những cơ hội để con cái trong giáo phận nghĩ đến trách nhiệm đem Chúa đến cho những người sống chung quanh mình. Và tôi xác định rằng đây là ý Chúa nên đã quyết định chọn chủ đề này làm khẩu hiệu giáo mục của mình. Tóm lại, khẩu hiệu và huy hiệu này sẽ là định hướng của sứ vụ giáo mục của tôi và luôn nhắc nhở tôi lo chú toàn sứ vụ giáo mục của mình theo đúng ý Chúa. Vâng, và xin được chúng ta cùng dùng một tràng pháo tay để chúng ta cùng xem Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sau đây con kính mời Đức Tổng Giuse sẽ giới thiệu các thành viên của tòa giám mục. Con kính mời Đức Tổng. Kính thưa Đức cha Giuse thân yêu, từ nay thì tòa giám mục có một ông chủ mới, đó là Đức cha. Cho nên con cũng rất là vui mừng được giới thiệu các cái thành viên trong tương lai sẽ ở với Đức cha trong tòa giám mục. Thì trước hết thì có cha thư ký văn phòng cha Tuma Nguyễn Tiến Hành, rồi thì có cha quản lý Phêrô Vũ Văn Hải. Rồi ngoài ra thì có một cái bộ phận rất là quan trọng, đó là đại chúng viện, cha viện trưởng là cha Giuse Nguyễn Đức Thành. Xong rồi mời cha Giuse Nguyễn Đức Thành, nhân vật quan trọng. Rồi cùng với ngài thì có các cha trong ban giảng huấn và ban điều hành chúng viện, ban đồng hành. Trước hết thì có cha đâu hết rồi. Cha nhất là cha Linh Hướng, rồi cha thư ký văn phòng là cha Kế, rồi cha Công là, và đây có một cái người đó là, và cha Thắng là ngài nhận ra ngay là ngài đã từng đi du học với Đức cha ở Philippines. Này cha Quyền là cha Công có cả cha bề trên lẫn cha quản lý. Cha Công với Công có tay đấy. Có cha Công là phụ tá đồng hành. Này có cha Phúc đặt trách lớp Thủ Đức đang ngoài xe. Ngoài ra thì thành phần chính mà đông đảo nhất ở trong tòa giám mục là các thầy và các chú của chúng viện Thanh Hóa. Này những người mà phục vụ Đức cha hàng ngày hàng giờ hàng phút, đó là các sơ cộng đoàn Saint Paul, đâu đâu biết không ai hết. Thế nhưng mà sớm muộn thì Đức cha cũng sẽ được các sơ lên kính chào. Đó là một vài cái giới thiệu sơ lược, bây giờ nói hết thì Đức cha cũng không nhớ được. Thì con hiện bây giờ thì con đang được mấy tuần vớt vát, nên là với tư cách là người đứng đầu trong cộng đoàn tòa giám mục thì con xin kính chào Đức cha thay cho tất cả những người đang còn ở trong tòa giám mục, và chúng con kính chúc Đức cha những ngày trước mặt tràn đầy hạnh phúc với những người con của giáo phận Thanh Hóa và cái riêng tại cộng đoàn tòa giám mục và cộng đoàn chính tòa. Xin biết rồi. Giờ đây con kính mời Đức Tổng, Đức cha Giuse và cộng đoàn chúng ta sẽ hướng về Thánh Giuse để chúng ta dâng giáo phận qua bài thổi kèn của giáo sứ chính tòa, bài hát tôn vinh Thánh Giuse. Xin kính mời đội kèn. Giờ đây con kính mời Đức cha mới sẽ có đôi lời chào các cha và các sơ tòa giám mục. Con kính mời Đức cha.
cho Kinh Đức Tổng, chủ giáo phận và chủ ngôi nhà này, trung tâm của giáo phận. Hôm nay con xin Đức Tổng cho con được bước vào nhà ở ngôi nhà này. Con xin chào Đức Tổng và xin chào quý cha và quý sơ ở trong ngôi nhà này. Xin cho con được cùng sống chung với gia đình này. Và con nghĩ đây là cái mẫu của mọi gia đình, tràn đầy yêu thương tiếp đón hết mọi người. Để rồi gia đình này nó là một cái chỗ thôi, để nó bao trùm cả giáo phận này và hết mọi người nữa. Vậy một lần nữa con chân thành cảm ơn Đức Tổng, quý cha và quý sư đã cho phép con tí nữa được bước vào và được ngủ tại đây, ở tại đây. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, và bây giờ thì cha quản lý sư Loan và Đức Tổng Giuse sẽ đưa đức cha mới lên phòng, và cộng đoàn chúng ta nổ một tràng pháo tay nữa để chúng ta chào ngài, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong